trước mắt và không còn xa xăm. Đây là nơi em được nghe nhiều bài giảng hay, họ đọc thẻ tay cho em vui chơi và năng nổ hàng ngày. Tư duy sáng tạo có thể phát được triển cả tài năng, luôn tạo được điều tốt nhất cho tụi em học tập và cố gắng. Nhiều bữa ăn được cảm tiền thân các bạn luôn là ngon nhất, trở về trong phòng tuyệt vời cùng giấc của say thật ngon giấc. Thức dậy cùng mọi người bắt đầu ngày học mới, cùng chấp cánh ước mơ đại học cho đến khi nào em tới nơi. Sẽ mãi câu quên những thầy cô em xem như mẹ cha, thầy lên học sinh này là nhân ái và sự vị tha. Và cả sau này tâm trí em sẽ luôn mãi không ngủ, luôn luôn tự hào về ngôi trường Đông Du. Đông Du ngôi trường menu, Đông Du ngôi trường menu, Đông Du ngôi trường menu. Đôi khi bạn đời xa thì kỷ niệm về nơi này quá nhiều. Đông Du ngôi trường menu, Đông Du ngôi trường menu, Đông Du ngôi trường menu. Đôi khi bạn đời xa thì kỷ niệm về nơi này quá nhiều.